Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ dẫn quý cô chú anh chị ra tham quan cây mận hồng MXT hay còn gọi là mận hồng Sóc Trăng. Thì đang cho trái, thì để cho quý cô chú anh chị có thể tham quan để mình so sánh cái giống mận hồng Sóc Trăng cũng như giống mận An Phước, để mình có thể mạnh dạn là mình trồng cái giống mận hồng MXT. Thì ở phía trước mắt quý cô chú anh chị đây là có một trái mận hồng MXT đang sắp chín đó quý cô chú anh chị. Thì mận hồng mỗi loại mận đó thì nó có một cái ưu điểm riêng, loại nào cũng ngon hết. Một cái loại mận mà trước giờ được thị trường ưa chuộng và chấp nhận đó chính là mận An Phước, bởi vì mận An Phước thì ăn rất là ngọt, rất là ngon, màu sắc đẹp nè. Thì hôm nay Ngọc Ngân giới thiệu với quý cô chú anh chị thêm một loại mận mới, đó chính là mận hồng MXT hay mận hồng Sóc Trăng. Thì loại mận này thì được du nhập từ Đài Loan về và được Sóc Trăng bảo hộ bản quyền. Thì hôm nay thì gia đình Ngọc Ngân cũng đã nhân giống được mận MXT. Thì cây mận này quý cô chú anh chị, hồi xưa cái gốc của nó là mận An Phước. Quý cô chú anh chị nhìn thấy cái đọt đỏ ở bên trong không? Cái đọt đỏ ở bên trong đó chính là cây gốc mận An Phước. Thì Ngọc Ngân mới cả tiến hành cải tạo vườn, thì sẽ ghép những cây mận hồng Sóc Trăng vô để mà thứ nhất là mình cải tạo vườn, cái thứ hai nữa là mình sẽ có những cái cành để mà mình nhân giống. Thì những cái cây này thì vẫn chuẩn giống 100%, do đó quý cô chú anh chị hãy yên tâm về cái chất lượng cây giống nha. Thì so với mận An Phước á, thì mận hồng Sóc Trăng á, thì mỗi loại mận thì nó có những ưu điểm riêng. Thì sau đây Ngọc Ngân xin kể một vài ưu điểm của cái mận hồng Sóc Trăng. Thì mận hồng Sóc Trăng á, quý cô chú anh chị, thì cái đường kính của cái trái nó sẽ to hơn so với mận An Phước, và cái sản lượng của nó rất là nhiều. Ví dụ như là cái mận An Phước mà loại nhất á, 1 kg nó thì khoảng thường là khoảng 19 cho đến 10 trái. Còn riêng mận hồng Sóc Trăng á, thì 1 kg thường là khoảng 4 cho đến 5 trái quý cô chú anh chị. Cái trái to nhất mà Ngọc Ngân cân được có thì đến là 300 kg. Nếu mà một trái 300 kg thì hơn chưa tới 4 trái là đã được 1 kg rồi quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị có thấy cái đít trái nè, cái mận An Phước á, thì cái phần đít trái á, thì nó sẽ có một cái lỗ hủng ở giữa mình thấy. Còn mận hồng Sóc Trăng thì những cái đầu cuốn nó cuộn, nó gần như là đụng nhau luôn. Và cái đường kính, cái độ bè của cây trái của mận hồng Sóc Trăng á, thì nó sẽ nhiều hơn so với dòng mận An Phước. Và một cái đặc điểm nhận dạng nữa đó chính là những cái gân nè quý cô chú anh chị. Mận hồng Sóc Trăng á, thì những cái gân này nó nổi lên rất là nhiều luôn. Và khi mà mình ăn á, thì mận hồng Sóc Trăng á, thì cái độ giòn, cái độ cứng của cái trái, cái độ ngọt của cái trái nó rất là ngon. Và đặc biệt là giống như Ngọc Ngân nói, sản lượng rất là cao. Và một cái đặc tính nữa phải kể đến của mận hồng Sóc Trăng đó chính là cái có trái quanh năm, gần như gọi là giống mận tứ quý luôn á quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị hãy nhìn xung quanh cây nè, một cái đậu trái nè, rồi nó có bông lớn, rồi nó có bông nhỏ nữa, nó có trái quanh năm luôn. Thì sau đây Ngọc Ngân mời quý cô chú anh chị mình test thử trái đi, để Ngọc Ngân thăm thử cái trái này xem chín chưa nha quý cô chú anh chị. Cái này mình bao lại để mà mình hạn chế những cái côn trùng cắn đốt của quý cô chú anh chị. Dạ đây là một trái mận hồng Sóc Trăng, nó đã chín rồi nè quý cô chú anh chị. Nó đã chín rồi, cái trái nó rất là to. Và quý cô chú anh chị nhìn cái đít cuốn giống như Ngọc Ngân nói là nó chụm lại gần như hết trái luôn. Và cái màu sắc của nó nè quý cô chú anh chị, một cái màu rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái đường gân nó nổi lên rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Cái đường gân nó nổi lên rất là đẹp luôn. Thì sau đây thì Ngọc Ngân và quý cô chú anh chị mình hãy thưởng thức cái trái mận hồng MXT nha. Khi mà mình cầm lên đó quý cô chú anh chị, nó rất là nặng luôn á. Cái trái này á, thì ở đây thì Ngọc Ngân nãy không có đem cây cân ra, thì một cái trái nó thì khoảng là 250 cho đến 300 gram luôn. Mình cầm mình nó rất là nặng tay luôn á quý cô chú anh chị. Thì sau đây Ngọc Ngân sẽ tách cái trái mận ra. Mình tách đó, mình nghe nó bực bực luôn á. Nè quý cô chú anh chị hãy nhìn bên trong nè, cái phần cơm nó rất là dày luôn, nó không có hạt. Và quý cô chú anh chị hãy nhìn cái màu xanh này nè, là cái cơm của nó, chứng tỏ là cái cơm của nó rất là dày và giòn đó quý cô chú anh chị. Dạ sau đây thì Ngọc Ngân sẽ ăn thử một miếng coi cái độ ngon của nó như thế nào nha quý cô chú anh chị. Nó rất là giòn, rất là ngọt luôn á,
rất là ngon luôn á quý cô chú anh chị. Cái độ giòn nó rất là nhiều. Đây là một trong những cái loại mận mới mà quý cô chú anh chị hãy nên sưu tầm. Thì cái loại mận này á quý cô chú anh chị, mình có thể trồng chậu nè, mình có thể trồng đất đều được. Và đặc biệt là nó có trái quanh năm luôn, rất là tuyệt vời luôn á quý cô chú anh chị. Thì sau đây thì quý cô chú anh chị hãy theo chân Ngọc Ngân, thì để mình có thể so sánh cái sự khác biệt cái cây giống giữa mận An Phước và mận Hồng Sóc Trăng nha. Quý cô chú anh chị thấy đây là một cây mận An Phước nè quý cô chú anh chị. Thì khi mà cây mận An Phước có cái đọt mình nó lên á, thì cái đọt nó sẽ có màu hơi hơi đỏ đỏ một xíu, hơi hơi đỏ đỏ một xíu nè. Rồi còn cây mận MX, mận MXT đó quý cô chú anh chị, mận MXT đó thì cái đọt nó mới lên á, thì nó có sẽ có cái màu xanh sáng như thế này. Thì hai loại mận nó hoàn toàn khác nhau. Để Ngọc Ngân bẻ thử một cái lá. Cái mận Hồng Sóc Trăng là cái lá của nó cũng khá là to, và mận An Phước thì cái lá nó cũng gần tương đương với nhau luôn. Thì cái độ nhọn của cái lá nó cũng gần tương đương, nó chỉ khác một điểm mà dễ phân biệt nhất, đó chính là cái đọt cây của mận An Phước khi mà mới phát triển lên thì nó sẽ có màu hồng, màu hơi hồng hồng đỏ đỏ. Còn mận MXT thì gần như là vàng xanh luôn á quý cô chú anh chị. Ngọc Ngân quay gần lại cho quý cô chú anh chị xem nè. Cái độ giòn của cái mận MXT nè, cái cơm nó rất là dày và cái độ giòn của trái rất là nhiều luôn và rất là ngon luôn. Và đặc biệt là cái loại mận này mình có thể trồng chậu nè quý cô chú anh chị. Ở Sài Gòn á, thì mình có thể là mình trồng ở trong chậu, thì là cái cành chiết á, nên mình trồng thì khoảng là 3 cho đến 5 tháng là cây nó sẽ bắt đầu cho trái. Thì qua đây Ngọc Ngân cho quý cô chú anh chị xem lại những cái trái mận hồng MXT nha. Dạ, trái mận rất là to luôn á quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nhìn cái đường kính trái nè, cái độ nở của cái trái này nó rất là nhiều luôn, và cái gân của nó nổi lên rất là nhiều. Thì cái màu sắc này thì chứng tỏ trái đang chín rất là mùi luôn và rất là ngọt luôn. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về cây giống MXT thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Thì ngoài mận Hồng Sóc Trăng ra thì Ngọc Ngân còn nhiều giống mận khác. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị có thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành công nhé.